Tết Trung Thu là một dịp đặc biệt ở Việt Nam. Gia đình sum họp để mừng vụ mùa bội thu. Mọi người cùng thưởng thức bánh Trung Thu thơm ngon và các món ngon khác. Trẻ em rước đèn lồng đầy màu sắc, thắp sáng màn đêm. Đó là khoảng thời gian cho niềm vui, sự đoàn tụ và những truyền thống văn hóa. Lễ hội gắn kết mọi người lại với nhau. Nó nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của gia đình và cộng đồng. Đó là thời gian để chia sẻ và tạo ra những kỷ niệm lâu dài. Thực phẩm đóng vai trò trung tâm trong dịp Tết Trung Thu. Mọi người thưởng thức nhiều món ngon truyền thống. Sự phong phú của thực phẩm cũng mang đến những rủi ro tiềm ẩn. An toàn thực phẩm trở nên tối quan trọng trong thời gian này. Lễ hội thường chứng kiến sự gia tăng sản xuất và buôn bán thực phẩm. Sự gia tăng này có thể dẫn đến nhiều nguy cơ ô nhiễm thực phẩm. Để ngăn ngừa các bệnh do thực phẩm, các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra an toàn thực phẩm nghiêm ngặt. Những cuộc kiểm tra này giúp đảm bảo mọi người có thể tận hưởng lễ hội mà không phải lo lắng. Tại tỉnh Hà Tĩnh, các cơ quan chức năng đang rất coi trọng vấn đề an toàn thực phẩm. Gần đây, họ đã tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh thực phẩm. Trọng tâm là những nơi bán các món ăn truyền thống trong dịp Tết Trung Thu. Các cơ sở này bao gồm tiệm bánh, người bán hàng rộng và siêu thị. Các thanh tra đã kiểm tra chất lượng nguyên liệu được sử dụng trong bánh Trung Thu. Họ đã kiểm tra vệ sinh khu vực chế biến thực phẩm. Họ cũng xác minh xem các cơ sở kinh doanh thực phẩm có giấy phép phù hợp hay không. Những cuộc kiểm tra kỹ lưỡng này nhằm mục đích xác định và loại bỏ các mối nguy hiểm tiềm ẩn về an toàn thực phẩm. Trong quá trình kiểm tra tại Hà Tĩnh, 5 cơ sở kinh doanh đã bị phát hiện vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm. Các vi phạm này bao gồm từ bảo quản thực phẩm không đúng cách đến sử dụng nguyên liệu hết hạn. Trong một trường hợp, một tiệm bánh đã hoạt động mà không có giấy phép hợp lệ. Chính quyền đã có hành động ngay lập tức đối với các trường hợp vi phạm. Hình phạt bao gồm phạt tiền và cảnh cáo. Trong trường hợp nghiêm trọng, các cơ sở kinh doanh đã bị đóng cửa tạm thời cho đến khi họ khắc phục được các vi phạm. Những hành động này cho thấy mức độ nghiêm trọng của việc vi phạm an toàn thực phẩm. Phần 5. Hiểu rõ tầm quan trọng của việc kiểm tra an toàn thực phẩm. Kiểm tra an toàn thực phẩm là rất quan trọng, đặc biệt là trong các dịp lễ Tết. Trong những thời điểm này, lượng tiêu thụ thực phẩm tăng cao và các loại thực phẩm từ nhiều nguồn khác nhau được bày bán rộng rãi. Điều này làm cho việc kiểm tra an toàn thực phẩm trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Nhiều người tiêu thụ thực phẩm từ nhiều nguồn khác nhau, từ các quầy hàng tại chỗ đến các gian hàng tại các lễ hội, thực phẩm được bày bán và tiêu thụ một cách nhanh chóng. Điều này tạo ra một môi trường mà các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm có thể dễ dàng bị bỏ qua nếu không có sự giám sát chặt chẽ. Điều này làm tăng nguy cơ mắc các bệnh do thực phẩm. Các bệnh do thực phẩm gây ra có thể bao gồm từ những triệu chứng nhẹ như buồn nôn và nôn mửa, đến những vấn đề nghiêm trọng hơn như tiêu chảy cấp và ngộ độc thực phẩm. Những bệnh này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe cá nhân, mà còn có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho cộng đồng. Thực phẩm bị ô nhiễm có thể gây buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy và các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn. Những triệu chứng này có thể xuất hiện ngay sau khi tiêu thụ thực phẩm bị ô nhiễm hoặc có thể mất vài ngày để phát triển. Điều này làm cho việc xác định nguồn gốc của bệnh trở nên khó khăn hơn. Kiểm tra an toàn thực phẩm bảo vệ người tiêu dùng khỏi những rủi ro này. Các nhân viên kiểm tra an toàn thực phẩm đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng thực phẩm được bày bán đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và vệ sinh. Họ kiểm tra chất lượng thực phẩm, phân tích mẫu thực phẩm và đảm bảo rằng các sản phẩm không bị ô nhiễm. Chúng đảm bảo rằng các doanh nghiệp tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh thích hợp. Các nhà hàng, quán ăn và các cơ sở kinh doanh thực phẩm khác phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về vệ sinh để đảm bảo rằng thực phẩm của họ an toàn cho người tiêu dùng. Điều này bao gồm việc duy trì nhà bếp sạch sẽ, sử dụng nguyên liệu tươi và tuân thủ các quy trình nấu nướng an toàn. Việc kiểm tra giúp ngăn chặn việc bán thực phẩm bị ô nhiễm hoặc giả mạo. Khi phát hiện thực phẩm không đạt tiêu chuẩn, các nhân viên kiểm tra có thể tịch thu và tiêu hủy các sản phẩm này để ngăn chặn chúng đến tay người tiêu dùng. Điều này giúp bảo vệ sức khỏe cộng đồng và duy trì niềm tin của người tiêu dùng vào hệ thống an toàn thực phẩm. Bằng cách thực hiện các biện pháp này, các cơ quan chức năng bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong mùa lễ hội. Các biện pháp kiểm tra an toàn thực phẩm không chỉ bảo vệ người tiêu dùng mà còn giúp duy trì sự ổn định và phát triển của ngành công nghiệp thực phẩm. Khi người tiêu dùng cảm thấy an toàn khi mua và tiêu thụ thực phẩm, họ sẽ tiếp tục ủng hộ các doanh nghiệp và góp phần vào sự phát triển kinh tế. Phần 6. Vai trò của chính quyền địa phương trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Chính quyền địa phương đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm. Họ xây dựng và thực thi các quy định về an toàn thực phẩm. Họ tiến hành kiểm tra thường xuyên các cơ sở kinh doanh thực phẩm. Họ cũng tiếp nhận các khiếu nại và điều tra các vụ bùng phát dịch bệnh do thực phẩm. Công việc của họ bảo vệ người tiêu dùng khỏi thực phẩm không an toàn. Nó cũng giúp duy trì lòng tin của công chúng vào ngành công nghiệp thực phẩm. Bằng cách thực thi các quy định, chính quyền tạo ra một môi trường an toàn và lành mạnh hơn cho mọi người.
Phan bẫy, nhận thức của người tiêu dùng, lựa chọn những món ăn ngon, an toàn và lành mạnh. Trong thời đại ngày nay, việc lựa chọn thực phẩm không chỉ dừng lại ở hương vị mà còn phải đảm bảo an toàn và lành mạnh cho sức khỏe. Người tiêu dùng cũng có trách nhiệm trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm. Điều này không chỉ bảo vệ sức khỏe của chính họ mà còn của gia đình và cộng đồng xung quanh. Việc hiểu rõ về nguồn gốc và chất lượng của thực phẩm là một phần quan trọng trong việc này. Bằng cách đưa ra lựa chọn sáng suốt, họ có thể giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh do thực phẩm. Chọn những sản phẩm tươi ngon, có nguồn gốc rõ ràng và được bảo quản đúng cách là những bước đầu tiên để đảm bảo an toàn thực phẩm. Điều cần thiết là phải cảnh giác, đặc biệt là trong dịp Tết Trung Thu. Đây là thời điểm mà nhiều loại thực phẩm đặc biệt được tiêu thụ và việc đảm bảo chúng an toàn là vô cùng quan trọng. Tết Trung Thu không chỉ là dịp để thưởng thức những món ăn ngon mà còn là cơ hội để gắn kết gia đình và bạn bè. Khi mua bánh Trung Thu hoặc các loại bánh kẹo khác, hãy chọn những người bán có uy tín. Những cửa hàng có danh tiếng tốt thường tuân thủ các quy định về vệ sinh và an toàn thực phẩm, giúp bạn yên tâm hơn khi mua sắm, tìm kiếm các sản phẩm có danh sách thành phần rõ ràng và ngày hết hạn. Điều này giúp bạn biết chính xác những gì bạn đang tiêu thụ và đảm bảo rằng sản phẩm vẫn còn tươi mới và an toàn để sử dụng. Tránh mua thực phẩm từ những người bán hàng không tuân thủ các biện pháp vệ sinh thích hợp. Những người bán hàng không đảm bảo vệ sinh có thể là nguồn gốc của nhiều loại bệnh do thực phẩm gây ra, và việc tránh xa họ là một cách bảo vệ sức khỏe của bạn. Những bước đơn giản này có thể làm giảm đáng kể nguy cơ mắc các bệnh do thực phẩm. Bằng cách luôn cảnh giác và chọn lựa cẩn thận, bạn không chỉ bảo vệ sức khỏe của mình mà còn góp phần xây dựng một cộng đồng an toàn và lành mạnh hơn. Hãy nhớ rằng, an toàn thực phẩm bắt đầu từ những quyết định nhỏ hàng ngày của chúng ta. Phần 8. Phát hiện các sản phẩm thực phẩm không an toàn, hướng dẫn dành cho người tiêu dùng. Có những dấu hiệu rõ ràng có thể giúp bạn xác định các sản phẩm thực phẩm có khả năng không an toàn. Khi đi mua sắm, hãy luôn chú ý đến những chi tiết nhỏ nhất để đảm bảo rằng bạn đang mua những sản phẩm an toàn và chất lượng. Tìm kiếm những thay đổi về màu sắc, kết cấu hoặc mùi. Những thay đổi này có thể là dấu hiệu của sự hư hỏng hoặc nhiễm khuẩn. Ví dụ, nếu bạn thấy màu sắc của thực phẩm không đều hoặc có những đốm lạ, đó có thể là dấu hiệu của nam mốc hoặc vi khuẩn. Ví dụ, nam mọc trên bánh Trung Thu hoặc mùi ôi thiu từ đồ ăn nhẹ là những dấu hiệu rõ ràng của sự hư hỏng. Đừng bao giờ bỏ qua những dấu hiệu này vì chúng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của bạn. Kiểm tra bao bì có bị hư hỏng như rách hoặc móp méo hay không. Bao bì bị hư hỏng có thể làm giảm chất lượng của thực phẩm bên trong và tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập. Những điều này có thể cho phép vi khuẩn xâm nhập vào thực phẩm. Vi khuẩn có thể gây ra nhiều bệnh nguy hiểm, vì vậy việc kiểm tra bao bì là rất quan trọng. Ngoài ra, hãy cảnh giác với các sản phẩm rẻ bất thường. Giá cả quá thấp có thể là dấu hiệu của việc sử dụng nguyên liệu kém chất lượng hoặc thực phẩm đã hết hạn. Họ có thể đang sử dụng các thành phần kém chất lượng hoặc hết hạn để cắt giảm chi phí. Luôn kiểm tra ngày hết hạn trên bao bì và đảm bảo rằng thực phẩm bạn mua vẫn còn trong thời gian sử dụng. Sức khỏe của bạn đáng giá hơn việc chăm sóc thêm khi lựa chọn sản phẩm thực phẩm. Hãy luôn ưu tiên chọn những sản phẩm tươi ngon, có nguồn gốc rõ ràng và được bảo quản đúng cách. Điều này không chỉ giúp bạn tránh được các nguy cơ về sức khỏe, mà còn đảm bảo rằng bạn và gia đình luôn được thưởng thức những bữa ăn ngon miệng và bổ dưỡng. Đọc kỹ nhãn mác thực phẩm để biết rõ thành phần và giá trị dinh dưỡng. Điều này giúp bạn đưa ra quyết định thông minh hơn khi mua sắm. Nhãn mác cũng cung cấp thông tin về cách bảo quản và sử dụng sản phẩm, giúp bạn duy trì chất lượng thực phẩm tốt nhất. Đừng ngần ngại hỏi nhân viên cửa hàng nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về sản phẩm. Họ có thể cung cấp thông tin hữu ích và giúp bạn chọn lựa những sản phẩm an toàn và phù hợp nhất. Sử dụng các ứng dụng an toàn thực phẩm để kiểm tra thông tin về sản phẩm. Các ứng dụng này có thể cung cấp đánh giá và cảnh báo về các sản phẩm không an toàn, giúp bạn mua sắm một cách an toàn hơn. Cuối cùng, hãy nhớ rằng việc chọn lựa thực phẩm an toàn không chỉ bảo vệ sức khỏe của bạn mà còn mang lại niềm vui và hạnh phúc cho gia đình. Một bữa ăn an toàn và bổ dưỡng là nền tảng cho một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc. Hãy luôn cẩn trọng và thông minh khi mua sắm thực phẩm. Sức khỏe của bạn và gia đình là vô giá. Stay safe, eat healthy. Phần 9 tầm quan trọng của việc báo cáo các mối quan ngại về an toàn thực phẩm. Nếu bạn nghi ngờ vi phạm an toàn thực phẩm, hãy báo cáo ngay lập tức. Liên hệ với số y tế địa phương hoặc cơ quan an toàn thực phẩm. Cung cấp cho họ thông tin chi tiết về doanh nghiệp, sản phẩm và mối quan tâm của bạn. Báo cáo của bạn có thể giúp ngăn chặn những người khác bị bệnh. Nó cũng hỗ trợ các cơ quan chức năng xác định và giải quyết các vấn đề an toàn thực phẩm một cách kịp thời. Báo cáo các mối quan ngại về an toàn thực phẩm là nghĩa vụ công dân bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Phần 10. An toàn thực phẩm là trách nhiệm chung. An toàn thực phẩm là trách nhiệm chung giữa các cơ quan chức năng, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Mọi người đều có vai trò trong việc đảm bảo an toàn cho thực phẩm chúng ta tiêu dùng. Chính quyền thiết lập và thực thi các quy định,
Doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định này và duy trì tiêu chuẩn vệ sinh cao. Người tiêu dùng cần phải lựa chọn sáng suốt và báo cáo bất kỳ lo ngại nào. Cách tiếp cận hợp tác này là điều cần thiết cho một môi trường thực phẩm an toàn và lành mạnh. Phần 11. Tận hưởng một mùa trung thu an toàn và lành mạnh. Tết Trung thu là dịp để sum vầy và đoàn tụ. Bằng cách ưu tiên an toàn thực phẩm, mọi người đều có thể tận hưởng dịp đặc biệt này mà không phải lo lắng. Bằng cách làm việc cùng nhau, chúng ta có thể tạo ra một môi trường an toàn và lành mạnh cho tất cả mọi người. Hãy nhớ rằng, an toàn thực phẩm là rất quan trọng cho một Tết Trung thu vui.